cho tôi còn bạn cùng quay trở lại channel bé nhỏ của mình. Đậu phụ chú quay nhưng có ra chứ, rồi rồi mày nằm như mày mày đê ơi, ra comment giúp cô đi đê ơi. Mày mang ra comment giúp cô là không hổ danh mấy tao đút mấy nghìn viên đậu vào mồm mày rồi đấy. Comment giúp cô đi. Vui gái trướng. Cố gắng lên. 882 cao rồi. 885 cao rồi. 887 cao rồi. Cố lên. Tí nữa nó sắp ra thì mình sẽ đã qua đảo Kame úp nhau, ok anh em. Tí mặc cả cái giày này vào này. Tí nó sắp ra ấy. Ú đậu phụ vãi trường thật. Ok mình sẽ đợi khi nào nó hồi sinh thì đấy nha. Mình nghĩ là sắp hồi sinh rồi đấy. Yes sir, nó đã hồi sinh rồi. Quay trở lại thôi. Hơn 900 cao rồi. Gấu xe an này cả trang chất với liều luôn, chất với lìn, không phải liều đâu mà là lìn luôn đấy. Như này từ lúc viết cho mình bây giờ có bốn thì sao đến mình đâu rồi luôn. Sắp ra anh em ơi, chắc mình phải ra đảo Cam Mê mình thôi. Mà mình ra là mình xem luôn nhá, không như kiểu mấy thanh niên kia đâu. Thanh niên này đã rất là cố gắng đóng góp. Thôi mời qua ra rồi. Rồi qua đảo Cam Mê úp đây. Mình phải qua đảo Cam Mê vì đảo Cam Mê là có chữ Cam Mê. Nam Cam Mê thì là bản phích của đảo Cam Mê. Đảo Cam Mê nhìn nó thân thiện hơn. Thân thiện hơn, thân thiện hơn. Ê mày, đừng có nói về con đập của nó nhá. Cố lên, sắp lên rồi. À đủ, đậu phụ thực kiện. Đập xuống quái đi, đập được không? Đập xuống quái, em được không đánh được. À đủ, đờ phắc, đờ phức. Đệ tử gà quá. Bác con ơi. Yes, yes sir, yes sir, yes, yes sir. Mình đi bản đồ thì mới úp được cái con đệ nó lên như này đấy. Úp được nó lên như thế này là ngon rồi. Đúng là có đậu phụ. Ôi sắp ra, sắp ra, sắp ra, sắp ra, sắp ra. Rồi, rồi. Sử dụng cho đệ tử ra. Thảo mày lại ra. Đúc ra. Đúc ra. Đúc ra dưới nguyên vị trí này của nó. Không biết là mình có xem luôn không. À mình có cái này nhá. Mình sẽ đăng nhập vào lại. Xem là nó sẽ bắn trưởng gì. Ok. Bố búp đậu lên này. Cho này. Kamenzuku. Mình sẽ lấy tay mình che cái này lại nha. Chỉ có anh em xem được thôi đấy. Mình không thể xem được. Từ từ. Ở số quá đậu phụ. Đậu mà. Giờ mình nhắn vào thì mình dùng cái này thôi nhé.
Ok. Chắc đường khu khác quá đấy. Hồi hộp thế. Mình đang rất là hồi hộp. À đủ điện tử. Điện tử đặt tên là Camion Zuko mà hình trận. Mặt về quá. Ui rồi. Mà mặc hẳn cái trang rơi luôn. Em thấy thanh niên đệ tử là chất chơi người rơi. Lên mới mặc cái trang rơi. Đậu phụ. Đậu phụ. Em nghĩ sẽ ra skill gì? HP cay bằng nhau. Mình lại nghĩ thì nó sẽ rất là có thể ra Atomic. Thì HP bằng nhau mà. Thôi nó ra rồi. Thôi. Nó ra rồi. Bắn gì đây? Bắn gì? Bảo bảo vệ. Bắn gì? Bắn. Đây mình sẽ đăng nhập vào lại cho. Skill gì đây? Skill gì đây? Xong. Skill gì? Bắn đi đệ tử. Bắn. Bắn. Tường cam mê chứ. Hóa ra Anto. Anto. Mà Anto cũng ngon. Anto úp cũng nhanh mà. Thôi mặc lại đồ cho nó đi. Mặc lại đồ cho con đệ tử bất hiếu này. Đậu phụ. Cái này là cái kết không có hậu lắm. Đậu phụ nữa. Tướng ra kêu gì oa ra an tô mê đường kêu gì oa ra an tô mít con ơi một con ơi tôi ra an tô mít con ạ. À khoan. Tôi ra thành phố về ta tôi đếp test đam của nó rồi. Nhất định phải test đam của nó ở thành phố về star được. Đậu phụ nó nữa. Cay thật luôn á. Cay vãi lên luôn. Anh xem nhá. Chí mạng 4K. Chí mạng 4K nha. Tiếp. Phụ chứ. What the fuck? Cái gì đấy? Sao kia? Chỗ phụ. Bà đệ của. Đấy mà. Chán đời thế. Yes sir, 2K. What the fuck 2K. 2K. Thế đấm được bao nhiêu đây? Ê, 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 ê. Đi theo. Đi theo. Đi theo. Ê. Ê, bạn đệ ơi, bạn có nghĩ là bạn sẽ ăn được không? Kìa bạn đệ ơi, nếu lúc đó bạn nghĩ như vậy thôi, thì có lẽ không chắc chắn công ty tôi sẽ bị phá sản. Đấm 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 đậu phụ đậu phụ. Thôi tạm biệt anh em vô video tiếp sau, bye bye.